tin nóng Việt Nam tới ngày 8 tháng 5 năm 2023. Chào mừng quý vị đã đến với kênh Việt US 1040, Mục tin Việt Nam. Hôm nay, mời cả nhà cùng xem video mới của kênh liên quan đến các tin nóng tại Việt Nam tính tới ngày 8 tháng 5 năm 2023 bao gồm: bản tin thứ nhất, nắng nóng kinh hoàng kỷ lục 44,2 độ C ở Nghệ An, Việt Nam. Bản tin thứ hai, chuyện lạ Việt Nam, nhiều đường dây tội phạm mua bán người Việt nhẹ, lương cao. Bản tin thứ ba, mô tô chui gầm xe tải trên cầu Mỹ Thuận khiến hai người nguy kịch. Bản tin thứ tư, báo chí Úc đánh giá du lịch Việt Nam vừa rẻ vừa vui. Bản tin thứ nhất, nắng nóng kinh hoàng kỷ lục 44,2 độ C ở Nghệ An, Việt Nam. Vào ngày 7 tháng 5, trạm Tương Dương, Nghệ An ghi nhận nhiệt độ 44,2 độ C, cao nhất từ trước đến nay trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Những ngày hè tại Việt Nam đang chứng kiến không khí oi bức nóng chưa từng thấy. Các chuyên gia nói mức nhiệt 44,2 độ C của Tương Dương đã xô đổ kỷ lục 44,1 độ C trạm hồi xuân, Thanh Hóa đo được hôm qua. Nguyên nhân là miền Trung đang trải qua đợt nóng nóng do tác động của vùng thấp nóng phía Tây và hiệu ứng gió phơn. Còn hãng tin AFP dẫn ý kiến của giới chuyên viên khí tượng cho rằng nhiệt độ tại Việt Nam có thể còn cao hơn do biến đổi khí hậu. Một số nước khác tại khu vực cũng bị nắng nóng bất thường không kém, như tại Thái Lan, có nơi nhiệt độ lên tới 44.6 độ C hay 112.28 độ F tại tỉnh Mát ở phía tây nước này, người ta khuyến cáo mọi người nên ở trong nhà để tránh nóng. Hiện có dự báo trong tháng 5, nhiệt độ cả nước Việt Nam có thể cao hơn trung bình nhiều năm 0,5 đến 1 độ C, riêng Tây Bắc Bộ có nơi cao hơn 1,5 độ C, miền Bắc, miền Trung nắng nóng gay gắt. Mưa bão ít hơn do tác động của El Nino. Nên biết thêm là nhiệt độ trên thế giới đã gia tăng khoảng 1.1 độ C từ khi kỷ nguyên kỹ nghệ hóa sản xuất bắt đầu, nhiệt độ trái đất tiếp tục tăng lên trừ phi các nước đưa ra các biện pháp cắt giảm khí thải của các nhà máy. Tại Việt Nam, nhiệt độ thời tiết gia tăng nhiều từ ngày 4 tháng 5 ở khu vực Tây Bắc Bộ và các tỉnh phía Bắc Trung Bộ. Từ ngày 5 và 6 tháng 5 đến nay, Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung đều xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Trong đó, các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Phú Yên xảy ra nắng nóng gay gắt, nhiều nơi đặc biệt gay gắt, theo tờ Tiền Phong cho biết như vậy. Vẫn theo tờ Tiền Phong, đã chịu đựng nắng nóng kỷ lục, một số khu vực miền núi tỉnh Nghệ An còn bị dông lốc kéo dài hơn 1 giờ gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng. Mái nhà bị gió thổi bay, cây cối ngã đổ, cột điện cũng bị gãy. Bản tin thứ hai, chuyện lạ Việt Nam, nhiều đường dây tội phạm mua bán người Việt nhẹ, lương cao. Theo tin mới nhất cho biết tại Việt NMA, gần đây thời gian qua xuất hiện nhiều đường dây phạm tội mua bán người với các thủ đoạn Việt nhẹ, lương cao, tổ chức cho nạn nhân vượt biên để ép buộc làm việc bất hợp pháp trên nước bạn, muốn về nước phải trả một khoản tiền chuộc lớn. Theo báo cáo của Bộ Công an Việt Nam trong kỳ báo cáo, cả nước phát hiện 440 vụ với 876 đối tượng vi phạm và 1.240 nạn nhân bị mua bán, nghi bị mua bán. Đặc biệt hơn cả là mua bán người ở trong nước và mua bán nam giới có xu hướng tăng lên. Bên cạnh đó, đã xuất hiện tình trạng mua bán cả thai nhi, mua bán cả nam giới để cưỡng bức lao động trên tàu cá. Tin chung cho hay ở một số nơi nổi lên tình trạng mua bán trẻ sơ sinh núp bóng tinh vi các tổ chức mang danh thiện nguyện tự phát. Ngoài ra, qua báo cáo cũng cho thấy, Việt Nam không những là nơi xuất phát tội phạm nguồn mà còn là địa bàn trung chuyển mua bán người từ một số nước trong khu vực đi nước thứ ba. Theo nhận định chung đã có sự câu kết chặt chẽ giữa các đối tượng ở trong nước với nước ngoài, được thực hiện bởi các đối tượng chuyên nghiệp. Cùng với đó, xuất hiện nhiều đường dây phạm tội mua bán người với các thủ đoạn việc nhẹ, lương cao, tổ chức cho nạn nhân vượt biên để ép buộc làm việc bất hợp pháp trên nước bạn, muốn về nước phải trả một khoản tiền chuộc lớn. Mặt khác còn có xu hướng lợi dụng thủ tục đơn giản trong việc kết hôn với người nước ngoài, cho nhận con nuôi của yếu tố nước ngoài, du lịch, thăm thân, để tổ chức cho nạn nhân ra nước ngoài, sau đó thu giữ giấy tờ, bán sang tay nhiều chủ để cưỡng bức lao động, cưỡng bức mại dâm. Ngoài ra, còn lợi dụng quy định về hiến ghép tạng, các đối tượng tìm gặp các nạn nhân khó khăn về kinh tế có nhu cầu bán nội tạng, thương lượng mua với giá rẻ, làm giả giấy tờ, sau đó bán cho người bệnh với giá cao. Chính quyền sở tại nhận định rằng công tác quản lý nhà nước,
xã hội trên một số lĩnh vực còn sơ hở, một số bộ, ngành, địa phương còn xem nhẹ việc phòng, chống mua bán người cũng như việc hỗ trợ nạn nhân trở về. Theo Thường trực Ủy ban Tư pháp Việt Nam đánh giá, thời gian qua, tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm mua bán người diễn ra phức tạp, ngày càng nghiêm trọng và có xu hướng gia tăng với tính chất, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, mang tính vô nhân đạo. Các vụ án mua bán người được phát hiện chủ yếu qua đơn thư tố giác của người bị hại hoặc gia đình nạn nhân, chất lượng điều tra còn có mặt hạn chế, vẫn còn 56 bị can phạm tội mua bán người bỏ trốn phải truy nã. Có những vụ án xảy ra trong thời gian dài, phạm tội có tổ chức, nhiều đối tượng cấu kết cùng thực hiện tội phạm với nhiều nạn nhân bị mua bán, trong đó có nhiều người dưới 16 tuổi nhưng không được kịp thời phát hiện, theo giới hữu trách Việt Nam cho biết. Bản tin thứ 3, mô tô chui gầm xe tải trên cầu Mỹ Thuận khiến hai người nguy kịch. Ngày 8 tháng 5, một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng xảy ra trên cầu Mỹ Thuận hướng từ Vĩnh Long đi Tiền Giang Việt Nam, hậu quả đã làm hai người đi xe mô tô bị nguy kịch tính mạng. Tin chi tiết cho hay vào khoảng 6 giờ 30 ngày 8 tháng 5, một xe mô tô mang biển số 95B1-813-39 do anh Trần Bá Tường, sinh năm 2001, chở sau là chị Dương Thị Bảo Yến, sinh năm 1995, cả hai cùng ngụ thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng từ Vĩnh Long đi Tiền Giang. Khi đến khu vực cầu Mỹ Thuận, xe mô tô này bất ngờ va chạm vào đuôi xe tải biển số 51C-526-46 do tài xế Lê Trung Tính, ngụ tỉnh Bạc Liêu điều khiển lưu thông theo hướng cùng chiều phía trước. Cú va chạm mạnh khiến anh Tường, chị Yến ngã xuống đường và bị thương rất nặng, được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tại hiện trường, xe mô tô bị kẹt lại dưới gầm xe tải làm người qua lại kinh hãi. Ngay khi tai nạn xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Vĩnh Long nhanh chóng đến hiện trường điều tiết giao thông, phân luồng đồng thời khám nghiệm hiện trường. Tai nạn rất thương tâm và gây lo lắng nhiều cho người dân xung quanh. Việc mô tô chui gầm xe tải không lạ, bởi phương tiện này khi va quẹt với ô tô thường bị xô ngã và bị ô tô cán qua. Theo giới chuyên môn thì một trong những ưu điểm của mô tô chính là tốc độ nhanh, nhưng cũng chính vì thế đã khiến người điều khiển nó khó có thể tránh khỏi những tình huống nguy hiểm khi đang vận hành. Muốn hạn chế tối thiểu tai nạn khi lái xe mô tô, bạn cần để ý tới những tình huống nguy hiểm dưới đây để có thể phòng tránh được tốt hơn. Thứ nhất, luôn chú ý các phương tiện giao thông đang đi tới. Thứ hai, tất cả các lái xe mô tô đều gặp những tình huống phải tránh các xe hơi rẽ đường ngay trước mặt mình. Nhưng trong thực tế vẫn rất nhiều trường hợp bị gặp nạn trong tình huống này. Tất cả các lái xe ô tô đều được khuyến cáo cần cất điện thoại đi và chú ý nhiều hơn tới những gì đang diễn ra xung quanh mình. Tuy nhiên từ phía người lái xe mô tô cũng cần tập trung nhiều hơn khi đi lái xe qua các giao lộ. Thứ ba, tránh phanh nặng và đột ngột. Dù là phương tiện gì nếu bạn phanh gấp sẽ có một nguy cơ tai nạn tiềm năng, nhưng sẽ là nguy hiểm hơn nếu bạn đang lái một chiếc mô tô. Thứ tư, tránh để tốc độ cua góc quá nhanh. Một trong những điểm tốt nhất của mô tô chính là tốc độ nhanh. Với giá bán của một chiếc Honda Civic mới, bạn có thể mua một chiếc mô tô có thể sánh ngang tốc độ với siêu xe cả 250.000 USD. Trải nghiệm tốc độ cao sẽ tạo ra sự phấn khích nhưng cũng có những nguy hiểm. Nếu xe chạy trên một đường thẳng thì hầu hết các xe mô tô không gặp nguy hiểm. Nhưng nếu cua góc thì tình hình sẽ khác biệt rất lớn. Khi cua góc quá nhanh, ngay cả những tay lái có kinh nghiệm cũng có thể bị hậu quả nghiêm trọng. Bản tin thứ tư, báo chí Úc đánh giá du lịch Việt Nam vừa rẻ vừa vui. Theo The Sydney Morning Herald của Australia, điểm danh Việt Nam trong top 8 điểm đến rẻ nhất cho chuyến du lịch gia đình. Nhật báo Australia đã viết rất hào hứng. Hãy khám phá những khu chợ bán hàng rong, ăn phở, cửa trâu hoặc tham gia những lớp học nấu ăn thú vị. Việt Nam không chỉ là một điểm đến vui vẻ, phiêu lưu cho gia đình mà còn mang đến những giá trị tuyệt vời nhờ chi phí rẻ. Được biết rằng việc đi lại giữa xứ sở Kangaroo và Việt Nam ngày càng thuận tiện bởi nhiều hãng hàng không cung cấp chuyến bay hàng tuần từ các thành phố lớn của hai nước. Đặc biệt hơn cả là các hãng hàng không như Bamboo Airways, Jetstar, Vietjet Air. Có nhiều đường bay giữa Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh với Sydney và Melbourne giúp du khách có thể tiết kiệm chi phí. Báo này cũng gợi ý du khách nên thực một chuyến tham quan bằng vé xoa cổ qua những con phố nhộn nhịp, đạp xe giữa những cánh đồng lúa và bơi lội ở những bãi biển dài nằm rải rác dọc theo bờ biển tuyệt đẹp của đất nước. Bên cạnh đó, du khách có thể dùng bữa ở các nhà hàng ven biển ghé qua những cửa hàng nhỏ bán bánh mì, bánh xèo và mì Việt Nam,
sống như quý tộc ở các khách sạn và khu nghỉ dưỡng hạng sang với mức giá hời rất là hấp dẫn và thu hút. Ngoài ra, bên cạnh Việt Nam, The Sydney Morning Herald còn liệt kê những điểm đến giá rẻ phù hợp với du lịch gia đình như Bali, Indonesia, Fiji, Queen Sở Tàu, New Zealand, Vanuatu, Eastbourne và Gold Coast thuộc tiểu bang Queensland, Australia, thật là những điểm đến lý tưởng cho người yêu du lịch. Thank you.
Video tới đây xin chấm dứt. Cảm ơn quý vị luôn đồng hành và luôn ủng hộ các video hấp dẫn của kênh này. Hãy đăng ký, like và share ủng hộ cho kênh. Hẹn gặp mọi người ở video kế tiếp của kênh. Trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe mọi người.